anh chị nào đang tìm kiếm cho mình một mảnh vườn có diện tích khá là lớn và điều đặc biệt là rẻ thì đây là mảnh vườn quý anh chị đang lựa chọn này. 1,2 hectare, 12.000 m2. Đất thì có vị trí tọa lạc tại xã Đắc Rung thuộc huyện Đắc Song, tỉnh Đắk Nông quý anh chị ạ. Và từ cái con đường này quý anh chị này mà di chuyển ra cái con đường nhựa nối liền của xã Thuận Hà và xã Đắc Rung á thì mất đâu đó loanh quanh khoảng 1 km thôi quý anh chị nhá. Thì mất khoảng 1 km theo hướng này và đất của mình thì đây quý anh chị này. Hai cái mặt đường này quý anh chị nhá. Đây, tổng diện tích là 1,2 hectare. Nói chung cái mảnh vườn này quý anh chị mua vào thì cần cải tạo thêm để có cái nguồn thu tốt hơn nhá. Đường xá thì thuận tiện xe bán tải di chuyển được đến đất này. Vị trí thì tọa lạc tại xã Đắc Rung thuộc huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông nha quý anh chị. Với tổng diện tích là 1,2 hectare, sổ sách chính quy, pháp lý đầy đủ. Hiện trạng trên mảnh vườn của mình thì đã trồng đông đặc cà phê và có xen canh hồ tiêu quý anh chị này. Nói chung cái mảnh vườn này á, do quý anh chị ngày xưa ở Sài Gòn về mua đầu tư không chăm sóc bài bản được nên cái cây trồng nó chỉ thuộc dạng trung bình thôi quý anh chị nhé. Và bây giờ em sẽ xuống quay khu vực cây trồng cũng như là hồ nước tưới cho quý anh chị mình xem. Đây, cây trồng hiện trạng nó như thế này hết quý anh chị này. Cần có bàn tay chăm sóc của quý anh chị thì mảnh vườn của mình mới đẹp lên được quý anh chị nhé. Thân đất của mình thì cực kỳ là thoải đẹp luôn. Chất đất đỏ ba gian hoàn toàn màu mỡ quý anh chị ạ. Từ đây mà quý anh chị mình di chuyển ra trung tâm trường chợ ủy ban của xã Đắc Rung thì mất tầm khoảng 5 km quý anh chị nhé. Và đường đi lối lại đến cái mảnh vườn của mình thì hoàn toàn là đường bê tông và đường nhựa quý anh chị này. Cái đường này á, là đường dân sinh, ở phía trong đó thì đang có rất là nhiều hộ gia đình canh tác nương rẫy quý anh chị ạ. Đây, hồ tiêu còn sót lại một ít này, còn hoàn toàn là đông đặc cà phê. Mảnh vườn của mình thì cũng khá là khuất gió quý anh chị nhé. Tại vì cái đồi trũng ở trên cao kia thì đã che hết cái luồng gió đi đến cái mảnh vườn của mình rồi. Tổng diện tích là 1,2 hectare và em sẽ báo giá luôn cho quý anh chị cân đối tài chính này. Với cái diện tích này á, thì bác chủ nhà đang muốn rao bán cái mảnh vườn của mình là 860 triệu có thương lượng bất lộc lá quý anh chị nhé. Bây giờ em sẽ di chuyển xuống quay cây trồng cũng như là cái khu vực hồ nước tưới cho quý anh chị mình cùng xem. Đây, cái mặt đường của mình thì bám từ đây quý anh chị này, đi qua phía bên kia chỗ xe máy á, là cái góc đầu tiên của em quay á, là lúc đi qua phía này là mình có một cái đường đất để đi xuống dưới chân hồ thế này quý anh chị nữa này. Và cái đường này thì để đi lên cái đầu rẫy của mình nhé. Đây, cà phê hồ tiêu. Nói chung là nguồn thu chỉ có trung bình thôi quý anh chị ạ. Gọi là nguồn thu kém. Quý anh chị so sánh giữa hai cái mảnh đất này này. Bên cạnh thì một mảnh là chủ đầu tư bỏ bê, không làm chăm sóc bài bản thì cây trồng rất là kém luôn. Còn phía bên này này, chủ đất ở đây canh tác thì quý anh chị cũng hiểu được là cái chất đất của mình rất là tốt luôn. Chỉ do cái bàn tay chăm sóc của chủ đầu tư thôi quý anh chị ạ. Bỏ bê nên cây trồng phát triển rất là kém. Đây, cây trồng hồ tiêu cà phê quý anh chị thấy không? Người ta chăm được đẹp như thế này mà. Còn cái mảnh bên này thì trung bình thôi. Nói chung giá rẻ quý anh chị ạ. Nguồn thu kém nhưng mà giá rẻ. Mình mua vào mình cải tạo lại tầm khoảng hết mùa mưa này là sẽ rất là đẹp. Bởi vì cái thân đất của mình này nó triền đều như thế này hết này. Và chất đất đỏ ba gian, tơi xốp không sỏi đá đâu. Từ cái mảnh vườn này mà quý anh chị mình di chuyển ra khu đông dân cư chỉ mất khoảng 500 mét thôi. Đây, hồ tiêu ở phía bên dưới này còn sót lại một ít với cà phê. Phía bên dưới này cũng nguồn thu cũng tương đối quý anh chị này. Nói chung năm nay thu về chắc rơi vào tầm khoảng 3-4 tạ tiêu với khoảng tấn cà phê nhân. Hồ nước tưới riêng. Nói chung được cái thân đất của mình rất là đẹp luôn. Đường xá di chuyển thì vô cùng là thuận tiện. Và chỉ cách dân cư chỉ có 400-500 mét. Cách đường, trục đường liên xã giữa xã Đắc Rung và xã Thuận Hà thì lanh quanh tầm khoảng 1 km thôi. Mình di chuyển ra trung tâm trường chợ ủy ban của xã Đắc Rung thì mất 5 km quý anh chị nhé. Đây, cây trồng ở phía bên dưới này cũng khá là đẹp quý anh chị này. Đường xá thì thuận tiện. 1,2 hectare, sổ sách chính quy, pháp lý đầy đủ. Đây, hồ nước tưới của mình ở bên dưới này quý anh chị nhé. Hồ nước tưới thoải mái tẹt ga luôn, khỏi cần nghỉ ngơi nước tưới. Đây, em lội vào một vòng xung quanh vườn cho mọi người xem chi tiết cái mảnh vườn này. Cái thân đất của mình rất là đẹp luôn. Trong cái mảnh vườn này thì cây trồng nguồn thu yếu, nhưng đổi lại cái thân đất của mình rất là đẹp.
mà được cái giá rẻ 1,2 hecta, giá chỉ có 860 triệu, có thương lượng bất động lá. Đây, nguồn thu năm nay có tiêu này, cà phê. Nói chung cái mảnh này mua vào chăm hết mùa mưa này thôi quý anh chị ạ, là sẽ đẹp liền. Cà phê này. Với cái tổng diện tích này, khu vực lân cận xung quanh đây quý anh chị này, người ta đang rao bán với giá là 1 tỷ 300 triệu cho đến 1 tỷ 400 triệu trên 1 ha. Bởi vì cái cây trồng và nguồn thu của người ta mạnh. Thì mình đổi lại, mình mua cái diện tích đất này với giá là 860 triệu cho tổng diện tích 1,2 ha. Đã có sổ sách chính quy đầy đủ rồi. Và về mình cải tạo hoặc chăm sóc khoảng 2 năm. 2 năm để cải tạo lại cái mảnh vườn này. Là mình sẽ có một vườn cây VIP luôn. Và cái giá trị của cái mảnh vườn này sẽ tăng lên gấp đôi, gấp 3 lần so với giá trị hiện tại của mình bây giờ. Đây, đường ống thì bác chủ đã chôn sẵn cho mình rồi này. Hồ nước tưới bên dưới. Nước tưới thì thoải mái tẹt ga rồi. Quý anh chị đầu tư hoặc là muốn tìm cho con em mình một mảnh vườn với tài chính tầm khoảng 1 tỷ lanh quanh quay về thì cái mảnh vườn này rất là phù hợp luôn. Giá bán chỉ có 860 triệu cho tổng diện tích nguyên lô hết đất này luôn. Đây, hồ nước tưới của mình đây quý anh chị này. Rất là đẹp. Hồ rộng thoải mái. Đây, dân cư thì xung quanh ở đây luôn quý anh chị nhá. Dân cư này, xung quanh các hộ gia đình canh tác nương rẫy thì đều đẹp hết rồi. Quan tâm thì quý anh chị cứ alo trực tiếp cho em qua số điện thoại 0345 137 793. Cũng là số Zalo hiển thị ở góc phải màn hình quý anh chị nhé. Em sẽ dẫn quý anh chị mình đi tham quan tham khảo chi tiết cái mảnh vườn này với một cách chi tiết nhất. Em xin chân thành cảm ơn.